Sư phụ, mời. Nhã sư phụ, mời vào trong. Mời. Nhã sư phụ, bọn họ đã ở bên trong, đang chờ ngài lâu rồi. Nhã sư phụ, xin mời. Mời vào trong. Nhã sư phụ quả nhiên giữ lời. Nào mời ngồi. Mời mời mời. Mời. Nhã sư phụ và Yoshida tiên sinh hiếm khi hai người được ngồi trò chuyện cùng nhau. Tất cả đều là những món đặc sản của lầu Đắc Nguyệt. Chúng ta hôm nay không say không về. Không biết nhã sư phụ tửu lượng thế nào. Chén rượu tri kỷ ngàn chén còn thiếu, không hợp cả nửa lời cũng là nhiều. Không biết tôi có thể được làm người bạn tâm giao của ông hay không. Trên đời này ai lại làm bạn tâm giao với tướng cướp cơ chứ. Nói đùa thôi, nói đùa thôi. Thực ra thì nhã sư phụ và Yoshida tiên sinh chỉ là có một chút hiểu lầm. Nói ra thì cũng đúng mà. Dương Mỗ không giỏi võ, nhưng mà tôi biết trên giang hồ có một câu nói rất là hay, gọi là không đánh không làm bạn. Hai vị đều là đại cao thủ võ thuật, một vị thông thạo tinh hoa võ thuật Trung Quốc, còn một vị là bậc thầy võ thuật Đông Doanh. Hai vị học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nâng cao, cùng nhau cải thiện, có phải tốt không nào? Nào, tôi mời hai vị một ly. Nhã sư phụ, uống cạn ly này là dĩ quà di quý. Buông bỏ những thứ không tốt đẹp không phải là tốt à? Bảo tôi uống rượu cùng với tên cướp và hán gia ngư. Rượu này tôi nuốt không trôi. Được. Nhã sư phụ đúng là có khí phách. Thời gian trước là do Yoshida tôi bốc đồng. Tôi tự phạt mình ba chén để tạ lỗi. Sảng khoái, rất sảng khoái. Sảng khoái, sảng khoái. Sảng khoái. Nhã sư phụ, những chuyện trước đây cứ cho qua đi. Người xưa Trung Quốc có câu: kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bây giờ toàn bộ Khang Thành đều là người của đế quốc Nhật Bản chúng tôi cai trị. Nhã sư phụ hà tất gì phải đối đầu cùng Yoshida tôi chứ. Thực ra thì tôi đối với các chiêu thức võ thuật của nhạc sư phụ khâm phục 10 phần. Hơn nữa, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về quyền pháp. Như vậy đi, như vậy đi. Nhạc sư phụ, ông xem Yoshida tiên sinh có thành ý như vậy. Nhạc sư phụ, ông nói vài câu đi. Đàm đạo võ thuật. Sau khi đàm đạo đối phó người Trung Quốc à? Đội trưởng. Được rồi. Đi. Có người tới. Võ thuật Trung Quốc đã được kế thừa hơn 3.000 năm. Nam quyền Bắc cướp, các môn phái đều vô cùng uyên thâm. Điểm mấu chốt nhất là võ đức. Chiêu thức độc chỉ là bất đắc dĩ mới dùng tới mà thôi.
còn võ thuật Nhật Bản của các người đều là chết người. Và điểm này, ngươi lấy cái gì để mà so sánh với võ thuật Trung Quốc? Nói đến đạo đức võ thuật và tu luyện võ thuật, xem ra hôm nay chắc là đàn gãy tai trâu rồi. Bữa ăn này xem ra ăn không xong đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Đại tá, sao ông lại tới? Nghe nói các người gặp nhau ở đây, đương nhiên là phải tới xem xem. Đội trưởng, đại tá đều tới rồi, chuyện này khó khăn đi. Nhà sư phụ đang gặp rắc rối, sắp xảy ra chuyện. Không chỉ ngụy quân mà quân Nhật cũng tới, mấy người chúng ta làm sao đối phó? Nhạc Hạo Long sư phụ là một bậc thầy trong vùng Khang Thành, các môn đồ vô cùng nổi tiếng. Tôi sớm đã nghe danh, hôm nay chính là muốn gặp nhạc sư phụ. Nhạc sư phụ, người dân trong Khang Thành đều rất ngưỡng mộ ông. Phải nói điều đó rất phi thường có phải không? Tông sư một đời chính là yêu thương quần chúng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu muốn mọi người tôn trọng và quý mến, vậy thì phải thuyết phục mọi người bằng đạo đức, chứ không phải là bằng vũ lực. Thuyết phục bằng đạo đức à? Nhưng mà trong những thời điểm phi thường, phải có một số thủ đoạn phi thường. Đàn áp dân chúng, giết người, cướp bóc, phóng quả, đây đều là những thủ đoạn đặc biệt mà ông nói sao? Tôi biết tất cả những gì các người đã làm chỉ là muốn người Trung Quốc sợ các người. Nhưng mà tôi nói cho ông biết, ngay cả khi ông chiếm hết cả giang sơn Trung Quốc, vậy thì sao chứ? Trong trái tim của người Trung Quốc, các người luôn là lũ cướp nước, luôn là bọn xâm lược. Nhưng chỉ cần người Trung Quốc vẫn còn chút lương tâm, còn dòng máu nóng, thì dù có chết cũng không đầu hàng trước các người. Hay cho một câu ngôn luận kháng Nhật. Nhưng mà ông phải biết, thời đại bây giờ đã khác, võ thuật một mình không thể giải quyết được vấn đề. Người luyện võ đương nhiên là phàm phu tục tử, tất nhiên không thắng nổi viên đạn. Nhưng mà nếu như không còn dòng máu, vậy thì còn luyện võ làm gì nữa? Xem ra nhạc sư phụ có thành kiến sâu sắc với chúng tôi. Đại tá, ông nghĩ rằng chúng tôi là kẻ xâm lược, hẹp hòi? Đế quốc Nhật Bản chúng tôi muốn xây dựng khối đoàn kết Đại Đông Á, làm cho các nước phương Đông có thể cạnh tranh với các cường quốc phương Tây. Nhưng mà ông nhìn xem, nước Trung Quốc của ông lạc hậu tới mức nào? Từng người đều nghèo đói, ốm yếu. Tôi đến đây là để giúp đỡ các ông. Dối trá! Tại sao lại không có động tĩnh? Đúng, tại sao nhạc sư phụ vẫn còn chưa ra ngoài? Hay là đốt giết cướp bóc, vậy mà gọi là giúp à? Nhạc Hạo Long, đại tá tới đây là đã nể mặt ông lắm rồi. Hát Mộc Long, nhạc sư phụ là một võ sư, đối với chính trị và quân sự tôi e rằng khó có thể hiểu được trong một hai ngày. Nhưng mà nếu như ông quyết tâm mang lại lợi ích cho mọi người, thì tôi đề nghị ông tham gia vào đội cảnh vệ. Như thế có thể bảo vệ người dân Khang Thành, những gì ông học có thể hữu dụng. Nếu ông cảm thấy khó khăn thì làm cố vấn cũng được. Làm gì tôi cũng không quan tâm. Bảo tôi giúp các người thống trị Khang Thành, nằm mơ đi. Nhạc Hạo Long, ông chỉ có con đường này, không thì ông sẽ triệt để biến mất khỏi Khang Thành. Được thôi, hôm nay tôi muốn xem các người làm sao để tôi biến mất. Ông muốn đi là đi à?
Lâu quá, chúng ta phải nhanh chóng xông vào trong. Đúng. Hữu Di, không nên liều lĩnh. Ngô Ảnh, cho nổ nhà phủ đại tá trước. Dạ. Thái Bưu, cậu và Hải Lý Thanh đánh lạc hướng cao tường. Được. Mấy người trông chừng cẩn thận. Tôi đi một lúc rồi quay lại. Dạ. Du kích, quân du kích. Nhạc sư phụ quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi thấy có hứng thú với võ thuật Trung Quốc rồi đấy. Đến Trung Quốc 3 năm, trước giờ chưa từng gặp đối thủ. Hy vọng ông đừng làm tôi thất vọng. Ngạo mạn.